nhưng mà con nói can ngát là ớn lắm. Nếu mà bị đâm á, nếu mà can ngát nó đâm trúng á thì phải đi ngay đến bệnh viện, bởi vì là nó cái mà người ta bị đâm nọc của can ngát thì nó gây tử vong ngay, nọc độc của nó dữ dằn lắm, cho nên bà con phải kịp thời đi bệnh viện nếu bị can ngát đâm. Mà còn can ngát nó thuộc dòng họ cá trê, vị ngọt, tính bình, không độc. Nếu không bị đâm thì nó bổ khí huyết, sinh tăng ít khí, rất tốt cho người suy nhược. Đó, bà con thấy không? Rất tốt người bị suy nhược. Và đồng thời, nó tốt cho người suy nhược, cơ thể khó lên cân. Người khó lên cân nữa, tóc bạc sớm. Đó bà con thấy không? Tóc bạc sớm. Người suy nhược, cơ thể khó lên cân, tóc bạc sớm, yếu sinh lý, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, tiểu đường là nó tốt cho những người đó. Những người mà không ấy là những người mà không bị can ngán nó đâm á thì tốt hết, không có gì. Nhưng mà khi đó là chúng ta ăn á, 3 ngày ăn một lần, ăn cứ cách 3 ngày ăn một lần như các loại cá khác. Cứ 3 ngày ăn một lần như các loại cá khác, bình thường như các loại cá khác. 3 ngày ăn một lần bình thường như các loại cá khác. Bà con ơi, xin chào bà con, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, đừng để cá ngát lắm nha bà con ơi, lỡ bị là đi bệnh viện, chứ không nó độc lắm, cá ngát á bà con ơi, cá ngát nó ác lắm bà con ơi. Xin chào, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp.